Xin chào mọi người, mình là Chim Sẻ Nắng. Anh em bây giờ hãy cùng mình xem lại những trận đấu highlight trên kênh Chim Sẻ Nắng Official nhá. Do GTV tổ chức cách đây mấy ngày thôi, vừa mới cách đây mấy ngày thôi. Thì hôm đấy thì Chim Sẻ Nắng và Chuyên Mệnh để thua trận đấu đầu tiên và thắng liền 7 trận sau. Thì hôm nay thì không còn là Chuyên Mệnh thi đấu bên cạnh Chim Sẻ nữa, thay vào đó là một hạng 51 khá là lon nớt ở trong cái thể loại bung lờ này. Chúng ta sẽ cùng theo dõi xem kết quả kèo đấu này sẽ như thế nào. Vâng, khá đáng tiếc khi mà thấy bầy hươu hơi muộn, thì đây là bầy hươu mà Chim Sẻ hoàn toàn có thể thiết kế chiếc BS ăn bầy hươu tại cánh rừng dừa luôn. Bầy hươu 6 con thì sẽ vẫn có thể áp dụng cái bài đánh theo kiểu đóng ép trước được. Chào Toàn Đinh nhá, mình muốn nhận được kênh của Chim Sẻ. Thế thì bạn comment lại cái lệnh chấm than notify nhá. Anh em nào mà bị mất thông báo kênh thì anh em cũng comment chấm than notify nhá, để bật lại thông báo kênh. Đúng rồi, anh em nào mà bị mất thông báo kênh thì anh em comment lại cái lệnh đấy để bật lại thông báo lên nhá. Facebook hiện tại là đang bóp. Nếu anh em có bật thông báo rồi nhưng vẫn không nhận được thông báo khi fanpage có lên livestream. Rồi, con voi đầu tiên về. Bảy hiệu đầu 4 con, vẫn còn một con nữa. Vâng, chúng ta sẽ đá sang màn hình máy của 2K1. 2K1 thì thiết kế ăn một bầy hươu, còn 3 con bị kẹt ở chỗ bãi quả với cả mép bản đồ ạ. Bãi quả đầu thì không ăn được, ối rồi ôi luôn. Chậm 2 dân. Tôi đến thần kinh mất cái mỏ quả này. Và một cái tín hiệu rất xấu đến từ màn hình máy của game thủ 2K1. 2K1 không ăn được quả đầu và phải ăn hai mỏ quả phụ. May mà bài còn có đồ mà ăn. Chậm rất nhiều dân. Vâng, thế trận rõ ràng là chưa đánh đã thấy là cái cánh này 2K1 sẽ gặp cực kỳ nhiều khó khăn rồi. Tránh tuần ca nhá. Cái lệnh chấm than notify để bật lại cái thông báo phát trực tiếp ấy mà. Kiểu gọi là bật lại thông báo lên. Nhiều anh em bật rồi nhưng mà nó tự mất Facebook của bot mà. Nó không cút cái thông báo về cho anh em khi mà fanpage lên livestream. Một cái bài sen không ăn được quả đầu. Quá dã man. Nhìn bãi quả ớn thật sự luôn anh em ạ. Vâng, vẫn đi dừng à. Tôi nghĩ đây là một lựa chọn hợp lý với cái bài, với cái map đấu này. Đằng nào lên cũng muộn. Dừng à sang gọi là hy sinh thân mình để tạo lợi thế cho Chim Sẻ, đưa Chim Sẻ vào thế chủ lực. Nếu như 2K1 mà bắn được, vâng, có những tình huống đi quân mang lại nhiều lợi thế thì vẫn tươi thôi. Quay trở lại với màn hình máy của game thủ Chim Sẻ. Chào anh Huân Nguyễn nhá. Sẻ cũng có một cái góc chủ lực khá là đẹp. Cái góc chủ lực như thế này là tương đối ổn rồi. Tôi mừng
khai trương cơ sở 3 iPhone 98 Ngô Gia Tự, Văn Cao, Hải Phòng, sale đậm hàng loạt sản phẩm hot cuối tháng 3. Ưu đãi giảm sâu các siêu phẩm Galaxy S23 Ultra New chỉ còn 22.990.000 đồng, Galaxy S22 Ultra chỉ còn 16.490.000 đồng, iPhone 12 Pro Max chỉ còn 15.990.000 đồng, iPhone 14 Pro Max chỉ còn 25.990.000 đồng, cùng hàng loạt các sản phẩm khác như Xiaomi, Poco, Apple Watch, tai nghe, phụ kiện đều được giảm giá cực sốc. Anh em Hải Phòng ghé ngay 98 Ngô Gia Tự, Văn Cao nhận hàng ngàn lãi độc quyền ngay thôi. Bật kèo sang tặng huấn luyện viên một lon bò húc. Cảm ơn anh Lê Mạnh Cường nhá. Ok luôn. Chào Nguyễn Đức Huân. Và F26 cộng 1 đến từ chim sẻ. Ô rất cảm ơn. Tự nhiên lại lang thang ra phi chết con hiêu. 29/36 chim sẻ đang cố gắng cư cấu F5A trận thiếu này. Còn có vẻ như là nhà xa. Xem là 21 dâng chỗ này thì 21 dâng như dâng như thế này thì rất gần nhà đối phương. Bài không ăn được quả đầu. May mà vẫn có hai quả phụ. Thực sự nói là rất là may luôn đấy. Ở bên kia màu lăm còn lên còn muộn hơn này. Ô 2K1 bài chậm 2 dân nhưng vẫn lên đời sớm hơn với Tiến Vũ. Vâng, đúng là ngoài xã hội vẫn còn nhiều mảnh đời bất hạnh hơn anh em ạ. Vâng, dân 4A thôi. Vâng, ngoài xã hội vẫn còn nhiều những cái trường hợp, những mảnh đời nó bất hạnh hơn mình nhiều. Bài chậm 2 dân vẫn lên vẫn sớm hơn ông màu lăm. Má văn tài thật đấy. Đang có màu lăm Tiễn Như Vũ đẩy vào. Thấy quân của sẻ rồi, đi cùng sẻ tơn này luôn này. 2K1 có 2 tơn, chim sẻ có 1 tơn. Chúng ta sẽ vào cái góc 3 giờ ốp ở nhà của Vô Địch Hầu bằng 3 tơn. Vô Địch Hầu đang chủ động đứng thủ thì phải. Khi mà đã có thông tin 2K1 là người dân Nga chú ý bay gỗ. Chạy đi. Máy của chim sẻ, Vô Địch Hầu đánh 5A chủ động đánh thủ luôn anh em. Thế là mới khánh. Nó đi tơn đầu cơ thì mình vào 3 tơn, 2 tơn của nhà dân Nga với 1 tơn của chim sẻ đang di chuyển lên thì chúng ta sẽ có nhiều quân hơn đối phương. Này ông Vô Địch Hầu ông cũng nói chung là tuyển Trung Quốc đánh kinh nghiệm thật đấy. Tức là họ đọc bài rất là tốt. Đang dùng 5A lên liên tục vẫn chưa ốp được đối phương. Và dân Nga mà không ốp được thì chúng ta sẽ nhận một cái quả rất là chát. 36. Vâng, có quân của Tiễn Như Vũ tạt sang nhưng chỉ có 1 tơn thôi. Vâng, tơn này bắt luôn màu 2 không. Hai cá mốt là phải vào trong. Chim sẻ đuổi được quân ở ngoài rồi thì 2K1 phải vào trong. Không, như vậy là chim sẻ vào trong, còn 2K1 ốp A ở ngoài. Tiễn Như Vũ cũng lại tiếp tục mang quân sang đây để thủ. Chỉ có 5 con thôi. Máy của chim sẻ đang bắt đầu áp lực ở đây rồi. Vâng, chúng ta phải thấy đây là một trận thi đấu mà dân Nga nhưng không mất tham đến từ game thủ 2K1 nhá. Tiễn Như Vũ quản nói chung là khá là lỏng lẻo. Và vẫn để cho game thủ 2K1 vẫn ổn định khá là nhiều những cơ sở làm ăn. Và bây giờ thì Tiễn Như Vũ đang mang rất là nhiều quân sang đây để thủ. Có lẽ rằng chả nhẽ Vũ lại đợi cho bên mình vào rồi mới vào bắt quân à? Không, quân Vũ mang sang không phải là quá nhiều đâu. Chạy cung chạy dân về chỗ giữa nhà của sẻ với cả màu 2. Tôi nghĩ là nếu như 2K1 chạy về đấy thì sẽ có thể ăn hoa một cách nó yên ổn hơn. Quay trở lại với màn hình máy của chim sẻ, tham lai của sẻ đang là 62. Không chết hẳn màu 2 trong tình huống 2-1 vừa rồi nhưng cũng đã khiến cho màu 2 tương đối yếu, mất khá nhiều dân ở phía bên trong. Chào xóa nhân vật nhá. Càng có hàng cuối cùng đứng bắn sau khó chịu thế. Chim sẻ thì vẫn đang có một số lượng quân tương đối đông đẩy vào nhà của màu 2. Áp lực liên tục chứ không cho màu 2 ngồi lở lại một tên dân nhanh. Là nó sẽ đưa về thế 2-1.
trận này chúng ta vẫn nói chung là cũng không phải là một thế trận quá bất lợi khi mà Dương An không có chết được một nhà, bởi vì Hakamoto lúc này thì timeline vẫn đang còn, và thậm chí là Hakamoto đang có một tình huống lọt vào nhà màu lăm tương đối thốn này. Vâng, pha lọt nhà màu lăm khá thốn luôn đấy. Nhà màu lăm cực kỳ xấu đến từ Tiến Vũ. Quay trở lại với màn hình máy của chim sẻ. Tham gia chim sẻ đang là 77. Và khi mà Tiến Vũ mất tay ở nhà thì lúc này màu 2 đang phải hứng một cái tên đẩy quân sâu ở phía bên trong. Và khả năng cao màu 2 kiến thủ Monkey vẫn sẽ bay nhà. Vẫn sẽ bay rồi. Tên này sẽ đang đẩy một cách cực kỳ quyết tâm. Rất nhiều cung đầu chim sẻ đang có mặt ở tại nhà màu 2 kiến thủ Monkey. Kiến thủ vô địch hầu. Tử thủ đến từ vô địch hầu bằng 2 chiếc BF7 quá tuyệt vời đến từ chim sẻ. Hôm nay 83 rồi. Và Tiễn Như Vũ thì bị một tên móc vào khá là thốn đến từ Hakamoto. Hakamoto của pha đi quân cực kỳ hay. Hôm nay vẫn đang là 30, vẫn đang ngoáy cháo. Vâng, quá khó chịu. Ngoáy như thế mới gọi là ngoáy đúng không anh em? Quá khó chịu luôn. Vũ tên này thốn lắm đấy. Tên này thì Hakamoto mất khoảng vào khoảng 10 con cung thôi, nhưng mà vâng, cái giá trị của 10 con cung này nó đem lại là cực kỳ lớn, và nó tạo cho chim sẻ Ni Nắng sẽ có một cái lợi thế vô cùng lớn đối đầu với Tiễn Vũ ở trong trận thiếu này. Thế trận đưa về thế bằng tham nhỏ giữa nhà của hai nhà, đó là màu 4 và màu màu 2. Ở bên mình Hakamoto tham nhỏ, ở bên kia thì Monkey tham cũng rất nhỏ. Thế chủ lực đưa về thế chim sẻ giữa chim sẻ Ni Nắng và game thủ Tiễn Như Vũ. Nhưng tên lọt nhà của game thủ Hakamoto mang lại một cái giá trị rất tuyệt vời. Bài của Vũ cực kỳ xấu nhá, bài của Vũ rất xấu luôn đấy. Nhà siêu rộng luôn. Hakamoto mà cứ có quân là sẽ móc liên tục được. Cứ có quân là sẽ móc liên tục được. Đấu luôn. Có đồng đội chơi không? Chạy, đứng lại chạy nha. Có khoanh ruộng. Vẫn đang ra được quân. Mút luôn như sao nữa, sẽ tới rồi. Bây giờ thì chả còn không ngại va chạm anh em ạ. Không ngại va chạm tầm này luôn. Mút luôn. Thế này là đang tươi đấy. Có một thế trận đang khá là tươi. Hakamoto có một trận dân hà giữ tham, cũng như là có cơ sở làm ăn ổn định sóc quân liên tục. Quá tuyệt vời luôn. Dân hà nhưng không bị quản sâu. Vâng, bây giờ thì có cảm. Vâng, chúng sẽ lại quay trở lại quản nhà màu 2 thêm một lần nữa. Không cho màu 2 có cơ hội quay về nhà hồi. Cứ thế thôi. Và với 4 sóc quân được liên tục đến từ game thủ Hakamoto, thì Hakamoto vẫn sẽ ngoáy cho game thủ Tiễn Như Vũ cực kỳ mệt. Vâng, bây giờ thì số lượng dân chim sẻ đã nhiều hơn so với Tiễn Như Vũ tới 23 thằng dân rồi. Vâng, nhiều hơn tới hơn 20 dân rồi. Tham lai 101. Tầm này thì đánh kiểu gì cũng win thôi. Sẻ thích lên 4 cũng win, mà sẻ đẩy vâng tăng A đẩy đời 3, tôi nghĩ là Vũ cũng không thể chống đỡ được sức mạnh đến từ chim sẻ ở trong trận thiếu này. Vũ vẫn đang móc từ phía bên ngoài vào rồi. Đấy, có cần ốp đâu anh em. Xem tham tự quýt. Chim sẻ lở tham kinh quá. Một trận thi đấu rất tuyệt vời dành cho game thủ 2K1. 2K1 có một trận dâng A cực kỳ thành công. Mặc dù là bài không ăn được quả đầu, nhưng ta cũng phải dành những lời khen cho 2K1 ở trong trận thiếu này. Và cùng nhau nghỉ ngơi trong ít phút để đếm trận.